Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với video của mình tiếp theo. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì bây giờ mình đang có mặt ở khu vực biên giới Việt Trung ở cầu Nà Căng ở trên Lạng Sơn này quý vị các bạn nhé. Hôm nay ở đây có một cái lễ hội ở trên này, đó là người Việt và người Trung hôm nay là gặp gỡ người thân qua những cái vành đai sắt này mọi người nhé. Đấy. Đấy, nhưng mà hôm nay thời tiết ở đây cũng rất là mưa. Thứ nhất là mưa, và thứ hai nữa là hôm nay là ở đây người ta không không cho tổ chức hội, ngày hội ở đây. Và cũng không biết là tí nữa có được gặp mọi người, người thân là được gặp nhau ở cái vành đai này không nữa. Đấy, nhưng mà hiện tại thì bây giờ là các chú biên phòng và cũng như là công an là không cho phép người Việt Nam đi sang di chuyển sang đầu bên kia để gặp người người Việt. Đấy. Người Việt là tức là người ta lấy chồng ở bên này, người ta gặp gỡ qua cái vành đai này mọi người ạ. Mọi năm là có cái trường hợp nó là mọi người là được phép quay video nhiều cái ở trên này, nhưng mà năm nay thì không không được phép mọi người. Đây. Tất cả mọi người ở đây cũng đang háo hức gặp gỡ người thân ở bên Việt và bên Trung. Đấy. Đây. Chốt đây là mọi người nhé. Có chốt, mình vào đây là qua giai đoạn là ba chốt thì mới vào được đến cái đoạn chỗ cột mốc của đây. Hello anh trai. Xin chào. Đây là cái mốc cột này mọi người nhé. Đây, mốc cột là biên giới này. Ô, Bắc Giang nay lên đây nhiều mà. Bắc Giang lên đây khá là nhiều ấy. Chắc là bây giờ di chuyển đi đâu không anh? À. Ê. Ngày hội này ở đây lại người ta lại không bán gì đây mọi người nhé, không cho vào này. Đây mọi người, hiện tại mình đang đứng gần vào đây, có tình trạng nó xảy ra nhé mọi người. Mọi năm là uống rượu qua mọi năm đông đông lắm nhỉ. Năm nay lại không được phép rồi này mọi người nhé. Năm nay không có trường hợp đâu. Muốn là quay cái cảnh đặc biệt này cho mọi người cùng khán giả xem, nhưng mà năm nay người ta lại không được phép này mọi người. Ôi thế cùng quê rồi. Bác ở chỗ nào Lục Ngạn? Ôi giời ơi, thế Đồng Cốc mới Phì Điền rồi. Vâng. Cốc Phì Điền. Anh em ở Lục Ngạn lên là mấy giờ nhà lên rồi? Lên từ sớm à? Ừ. 8:30. Thế là bác hôm nay có người thân bên này à? Không, không có, chứ thằng ấy con bây giờ đi cho gặp rồi. À. Đây công an Trung Quốc bên kia nhiều, nhưng mà hiện tại là mình không sang được nhá mọi người. Sang đấy bây giờ không sang được. Sai nhưng mà họ không cho sang. Công an với lại biên phòng không cho sang. Công an với biên phòng không cho sang là cũng phải chịu thôi mọi người ạ. Bây giờ căng rất là nhiều các bác anh chị là vào đây bán hàng trong này, nhưng mà người ta không cho bán hàng trong này. Là xe phải quay đầu ra ngoài hết rồi nhé mọi người nhé. Đây thì không sang được thì mình cũng muốn quay lại cái khoảnh khắc cái ngày hôm nay ở đây. Đấy. Lên đây nhưng mà không may lại không được quay cái video trực tiếp là người nhà người thân gặp gỡ nhau ở đây và cũng như là uống rượu bắt tay qua cái vành lao này. Đấy. Năm nay lại không có cái trường hợp là như mọi năm. Mọi năm là có nhé mọi người nhé. Đấy. Chào bác nhé. Ê. Ê. Khả năng là mình phải di chuyển ra bên ngoài mọi người ạ. Đây cái chạm gác chốt đây.
Còn cái phía đầu bên kia là công an của Trung Quốc này. Mọi người nhìn thấy đây, mình zoom lên cho mọi người xem. Đấy, mọi người vẫn đang đứng bên đấy. Đây mình đứng ở máy xe đấy. Bên Trung đấy. Khổ thật đấy. Có các bà với lại các chị em này vừa nãy mình hỏi là tận mãi Thanh Hải nữa cơ mọi người ạ. Tận Thanh Hải lên trên này cơ. Đây. Năm nay rất là nhìn nào đây. Tầm này bây giờ vẫn chưa cho sang. Đấy. Chửi nó mà chăn. Mà chửi được chứ. Sạt nhỉ. Vâng, ông ạ. Thế là ông ở đâu? Bắc Giang. Chỗ nào Bắc Giang ạ? Ông cùng cùng quê cháu rồi. Ông ở Đồng Cốc à? Có phải ông ở Đồng Cốc phải không? Thanh Hải à? À. Cháu vâng ngay ở chợ. Vâng. Ông lên đây gặp người thân à? Con gái con trai không? Anh trai ở bên này luôn đấy. Ừ. Anh trai họ. Đây người ta đứng ở bên kia làm gì đấy? Công an hay là cái gì đấy? Ra chỗ đằng sau nhà này nhìn thấy nhau cũng được à, nhưng mà nó bảo không cho sang, người đi không cho ra. Ra đây nó quay lại đuổi luôn đi. Ừ. Không được. Ra đến chỗ này thôi nó đã quay lại nó đuổi luôn này. Không thấy. Vừa nãy kia là công an ở kia bên Trung kìa. Bảo là ra chỗ Búi Chê, bảo là năm ngoái mới đây mình ấy. Này muốn gặp nhau khó nhỉ. Nó bên nó cũng cấm. Thời tiết thì mưa. Các cô với chị các chú lên trên này từ sáng sớm rồi này. Cái khoảng cách từ nhà mình lên đây cũng hơn 100 cây số, 100 mấy ấy, mọi người nhé. Không biết đâu, năm ngoái là 10 giờ nó cho gặp mà. Ê, mọi người chán không? Ê, cột mốc bên này, đầu bên này mọi người ạ. Thế nhá. Hôm nay cầm con. Đây, quay hai chị này. Đấy, trời mưa. Về xem trên kênh Lục Ngạn Quê Tôi nhá. Lục Ngạn Quê Tôi. Kênh em tên là Biên. Nhưng mà về YouTube là Lục Ngạn Quê Tôi nhá. Vâng. Vâng. Hôm nay lại gặp các chị em cùng đồng hương ở trên này. Đây phía bên trong này là cột mốc 1249 này nhé mọi người nhé. Mọi người vào đây check in được nhưng mà không được gặp gỡ này. Cũng rất là buồn. Chán thật đấy, thời tiết thì đang mưa phùn nữa. Đấy này. Mình di chuyển ra bên ngoài nhé mọi người nhé. Đi ra bên ngoài, bây giờ năm nay người ta không cho vào, không quay được cái cận cảnh người thân gặp nhau qua cái vành lao này nữa. Thật là đáng tiếc. Đây, cầu là căng, hôm nay căng thật. Căng thật bác nhỉ. Đây là cái xung quanh cái cảnh ở gần cái trạm gác này, trạm chốt đây như mọi người nhé.
Đấy, một đường kia là đường sang vành đai của Trung Quốc. Năm nay không được phép được lại này. Người nhà người thân mất công đi xa lên đây mà không được gặp. Xe ba bánh. Ôi, mỏi thật đấy mọi người ạ. Thời tiết mưa gió này. Này không được gặp mọi người rồi, thôi chắc có lẽ mình di chuyển ra bên ngoài, mình quay bên ngoài xem đoạn ngoài này để mọi người nhìn thấy là toàn cảnh mọi người về đây đứng đây ở bên Việt Nam rất là đông nhé. Bên Trung Quốc khả năng là cũng là đông. Ê. Hình như là người ta cho sang phải không? Không phải. Cho chắc đã cho từ ban đầu rồi nhỉ? Rồi cho đâu? Vừa chán quá, di chuyển ra ngoài. Đây là cầu Nà Căng. Cầu Nà Căng nhé quý vị các bạn nhé. Đây, trạm gác này, trạm chốt ở đây. Bên ngoài cũng có một cái trạm nữa. Ra bên ngoài này khoảng tầm mấy trăm mét nữa lại có một cái trạm chốt ở ngoài này nữa. Đây, khu vực bên ngoài này mọi người. Bên trung này. Đây. Đây. Bên Việt, bên Trung đang đứng chờ người thân đây nhưng mà để gặp mặt nhưng mà lại không được này mọi người. Cái này chắc là họ là thống nhất hai bên rồi sao này. Đây. Không thành hội. Không được gặp người thân. Rồi ok nha mọi người nhé. Mình cũng xin phép là mọi người là nay mình về trên cái biên giới chỗ Việt Trung ở đây. Bên Nà Căng của Lạng Sơn. Mà cái cảnh mà bà con gặp gỡ người thân qua cái vành đai này. Mà nhưng mà hôm nay lại ở đây người ta lại không cho phép mọi người. Mọi năm là có được phép là người thân gặp gỡ nhau ấy, là đưa tay qua cái vành đai này để bắt tay và cũng như là uống rượu đấy. Nhưng mà năm nay lại không được phép. Đáng buồn cho tất cả những người thân của gia đình của mọi người đấy. Hôm nay về trên này cái quãng đường khá là xa. Đấy, về đây mà lại không được gặp gỡ người thân của mình. Rất là thất vọng và buồn. Thôi hy vọng là tới này nhà nước hoặc là quốc phòng cán bộ có thể tạo điều kiện cho bà con nhân dân để gặp gỡ người thân của mình ở bên bên Trung. Đấy, để làm sao cho mọi người gặp gỡ nhau cho nó tình cảm. Thế còn thôi bây giờ mình cũng phải xin phép mọi người là mình di chuyển đi đến địa điểm khác. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo lần sau của mình. Người xem video cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ kênh và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau. Xin chào.